Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thân mến, Tân Bí Thư Thái Bình du hí miền Trung bất chấp đại dịch virus đất Vũ Hán đang hoành hành ở khu vực này. Vừa ngồi vào ghế Bí Thư tỉnh ủy Thái Bình được tròn 2 tháng, hôm 2 tháng 8, ông Ngô Đông Hải bị chỉ trích vì vụ kéo cả bầu đoàn thê tử 32 người đi du hí miền Trung và bảo trợ chọn gói của tập đoàn Thaco, công ty cổ phần xe hơi Trường Hải. Ông Hải, 50 tuổi, từ vị trí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thái Bình được bầu làm Bí thư hôm 1 tháng 6 năm 2020. Chuyến du hí của Bí thư Hải chỉ vỡ lở khi ảnh chụp lịch trình dự trù đi qua các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Huế và Nghệ An bị đưa lên trên mạng xã hội. Sự việc diễn ra trong bối cảnh tỉnh Thái Bình có ca đầu tiên dương tính với virus Vũ Hán được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam xác nhận, bệnh nhân số 566. Đồng thời, tỉnh này còn đang phải tìm cách ứng phó với cơn bão số 2 Sinlaku. Nhìn vào lịch trình, người ta thấy trong số các điểm dừng của đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình có lăng minh mạng, lăng khải định, ăn uống nghỉ, ngơi tại cửa lò tờ thanh niên dẫn lời biện hộ của ông hải kế hoạch chuyến công tác đã được lập từ trước đây là chuyến công tác theo thỏa thuận của tập đoàn thaco đơn vị có đầu tư một khu nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh thái bình chúng tôi vào đó để đưa một số doanh nghiệp đi tham quan học tập các trang trại mà thaco đã làm việc thaco tài trợ cho chuyến đi nêu trên là theo thông lệ tại Việt Nam vì một doanh nghiệp muốn làm ăn êm xuôi ở tỉnh nào thì trước tiên phải tỏ ra biết điều và chịu chi với các già lãnh đạo của tỉnh ấy. Có thể cho bị là bị công luận phản đối ông Hải cho biết là đã rút ngắn lịch trình sau khi ghé Quy Nhơn Bình Định và bay về tỉnh Thái Bình. Trong khi đó báo Dinh dẫn lời ông Hải với hàm ý trách cứ ông Trần Ngọc Tuấn tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cứ máy móc rồi đưa lịch trình chuyến đi lên mạng. Tờ tuổi trẻ tiết lộ trong đoàn công tác do so bí thư tỉnh ông Hải dẫn đầu có ông Đặng Trọng Thăng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình dẫn theo vợ ông này. Trước khi nghỉ hưu, ông Thăng có mong muốn là đưa vợ đi cùng trong chuyến công tác lần này, kinh phí tự túc không dùng ngân sách của nhà nước. Ông Hải nói với báo tuổi trẻ, với chương trình đi thăm làm việc, nhiều người dân cho rằng thực chất đây là chuyến du lịch nghỉ dưỡng trong lúc cả nước gồng mình chống lại đại dịch virus Vũ Hán. Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ ngành cũng chỉ đạo hạn chế đi lại và tập trung số 1 cho công tác phòng chống đại dịch. Báo tuổi trẻ bình luận. Điều khá lì kỳ là sau khi quay về, ông Hải đã kịp lên báo Thái Bình hôm 2 tháng 8 đưa phát ngôn chỉ đạo Thái Bình kịp thời quyết liệt phòng chống đại dịch virus Vũ Hán luôn sẵn sàng cho mọi kịch bản. Ông cũng nói thêm rằng ông Nguyễn Hồng Diên, người tiền nhiệm của ông Hải, sau khi được điều động nhận ghế phó bàn tuyên giáo trung ương, rồi cuối tháng 5 đã phải đưa ra phát ngôn dọn đường cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tại vị tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trường hợp đặc biệt về độ tuổi như ông Tổng Bí Thư là hạnh phúc của đảng, dân tộc, ông Diên được báo Việt Nam Net thời điểm đó dẫn lời. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam liên tục phát hiện các trường hợp vượt biên trái phép từ quốc gia láng giềng 4 tốt và 16 chữ vàng trong những ngày gần đây. Được công khai trên báo chí lần đầu tiên là các vụ đưa người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp trốn cách ly bằng đường bộ qua các tỉnh giáp biên những người này đã vào tới nhiều tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Nam. Việc đưa người bất hợp pháp được phát hiện và công bố vào thời điểm Việt Nam phát hiện các ca dương tính virus Vũ Hán đầu tiên trong cộng đồng sau hơn 3 tháng yên ắng, khiến cho một số người đặt câu hỏi về khả năng virus theo chân dòng người nhập cư lậu không qua kiểm soát dịch tễ của giới chức Cộng sản Việt Nam. Sau trường hợp đầu tiên được xác nhận hôm 25 tháng 7 năm 2020, các ca dương tính với virus Vũ Hán liên tục được ghi nhận với số lượng tăng nhanh và tình trạng sức khỏe nghiêm trọng so với đợt bùng phát ở Việt Nam hồi tháng 3 năm 2020 vừa qua. Tính đến tối ngày 2 tháng 8 năm 2020, Việt Nam đã ghi nhận có thêm 620 ca dương tính với virus Corona với 5 trường hợp bị tử vong và đến nay đã là 8 trường hợp. Đi đường mòn lối mở vượt sông đường biển. Cũng trong thời gian này, giới chức liên tục phát hiện dòng người tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp qua các tỉnh giáp biên như Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Tây Ninh, An Giang. Tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, tình trạng này diễn ra gần như thường ngày. Báo tuổi trẻ nói thậm chí có hôm lực lượng biên phòng bắt hơn trăm người. Trong những vụ phát hiện mới đây, những người tìm cách nhập cảnh đều là người Việt Nam. Tháng Sáng ngày 2 tháng 8, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng bắt giữ một nhóm 17 người là dân các tỉnh miền Bắc vốn đã vượt biên, cũng trái phép sang Trung Quốc làm thuê làm mướn hồi năm ngoái, trang tin quân đội nhân dân nói. Đây là vụ mới nhất trong tổng cộng số 21 vụ bắt giữ với 132 người Việt mà chốt biên phòng này đã thực hiện chỉ riêng trong tháng 7. Trong các ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8, lực lượng biên phòng tỉnh Hà Giang chặn hai nhóm, một nhóm 8 người và một nhóm 31 người tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này là dân của 12 tỉnh cả ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Hôm 30 tháng 7, lực lượng biên phòng thành phố Mong Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện được hai nhóm gồm 29 người, một gồm 16 người vượt biên giới để vào Việt Nam, theo báo Tuổi Trẻ Online. Điểm chung của những nhóm người bị phát hiện bắt giữ mới đây là họ đều sang Trung Quốc đi làm thuê làm mướn. Tình trạng đại dịch virus Vũ Hán khiến cho công ăn việc làm trở nên khó khăn, họ tìm cách quay trở lại Việt Nam sang Trung Quốc trái phép họ cũng lựa chọn cách đi tương tự và trở về, thuê người đưa qua đường mòn lối mở hay vượt sông. Còn tại miền Nam, chiều 31 tháng 7, tỉnh An Giang bắt giữ một nhóm 41 người gồm 20 người lớn và hai trẻ em từ Campuchia đi vào Việt Nam bằng đường thủy trên 8 chiếc thuyền nhỏ. Báo Dân Chí nói những người này không có giấy tờ tùy thân và có ý định về Việt Nam sinh sống. Khác với các nhóm Nhật cảnh bất hợp pháp khác được xác định là người Việt và được đưa đi cách ly. Nhóm các gia đình Việt Kiều sinh sống tại tỉnh Siem Reap của Campuchia đã được vận động để quay về nơi trốn cũ để tiếp tục làm ăn sinh sống, không quay về Việt Nam trong lúc này. Trong chiến dịch phòng chống đại dịch virus Vũ Hán, Việt Nam đã rất quyết liệt ứng phó với những hình thức như áp dụng giãn cách xã hội, phong tỏa cục bộ các điểm dịch bùng phát, tạm ngừng các hoạt động, giao thông công cộng liên tỉnh. Cho đến nay một số biện pháp vẫn đang được tiếp tục áp dụng như đóng cửa các đường bay quốc tế và tiến hành cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ nước ngoài. Tuy nhiên, đối với những hình thức nhập cảnh đường bộ bất hợp pháp thì không thể biết chính xác là đã có bao nhiêu trường hợp đã lọt qua vành đai kiểm soát cả về biên phòng lẫn y tế. Tại cuộc họp về phòng chống đại dịch virus Vũ Hán hôm 31 tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Đức Thái, người phụ trách lực lượng bộ đội biên phòng được truyền thông Việt Nam dẫn lời, nói chỉ riêng trong thời gian từ đầu năm đến nay đã có khoảng 16.000 người xuất nhập cảnh trái phép, bị chặn giữ và kiểm tra y tế tại chỗ. Việc qua lại đường biên bất hợp pháp diễn ra ở cả ba khu vực biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia tướng Thái cho biết thêm. Tướng Thái cho rằng việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới là loại tội phạm có từ trước đại dịch và đất Vũ Hán ở cả ba tuyến với các nước như Trung Quốc, Lào, Campuchia. Cạnh đó, việc di chuyển nội địa trong thời gian bùng phát đại dịch cũng khiến cho nhiều người quan ngại. Bộ Y tế hôm thứ Bảy nói có tới 800.000 du khách tới Đà Nẵng đã rời đi Trở về các tỉnh thành kể từ ngày 1 tháng 7 và có hơn 41.000 người đã ra vào ba bệnh viện Đà Nẵng, nơi phát hiện ra những ca dương tính đầu tiên của đợt bùng phát dịch bệnh sau hơn 3 tháng không có lây lan trong cộng đồng. Khoảng 1,4 triệu người đã từng đi đến Đà Nẵng trong tháng 7 vừa qua. Riêng ba bệnh viện ở Đà Nẵng có 800.000 lượt người đến đây. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế cho biết trong một cuộc họp trực tuyến hôm 2 tháng 8, người nhập cảnh trái phép đâm thủng phòng tuyến chống dịch của Việt Nam. Việc liên tiếp xuất hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng, Quảng Nam và An Giang đã dấy lên những lo ngại trong công cuộc chống dịch như chống giặc ở Việt Nam bị đổ vỡ. Về trường hợp người nhập cảnh trái phép ở An Giang, Tổ công tác của đồn biên phòng Phú Hội phối hợp với ngành chức năng tuần tra phát hiện một xe 7 chỗ có biểu hiện nghi vấn. Chiếc xe xe này chạy từ hướng xã Nhơn Hội về thị trấn An Phú, huyện An Phú. Sau đó, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tại đồn biên phòng, họ khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đến ngày 2, Đến 20 giờ 25 phút cùng ngày đồn biên phòng Phú Hữu cũng phát hiện 5 người nữa có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia nên đưa về đồn để làm rõ. Đối với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam, Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết nhóm người Trung Quốc khai đi bằng đường bộ, khả năng có đường dây đưa người, đưa những người này vào Việt Nam. Ban đầu nhóm người này khai đi bằng đường bộ, đường mòn, lối mở. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại việc kiểm soát biên giới, Thiếu tướng Dũng nói với pháp luật online. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng nêu trách nhiệm của các cơ sở lưu trú, theo ông, cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định thì cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Dũng cũng cho rằng đây là khả năng là một đường dây đưa người vượt biên trái phép và có một đầu nậu giữ hết hộ chiếu của những người này. Được biết, tất cả 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được đưa vào cách ly lấy mẫu xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán lần thứ nhất. Trong khi đó, nói với thanh niên ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Điện Bàn, cho biết nếu để cho người Trung Quốc lưu trú tận 5 ngày mới phát hiện thì sẽ kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan. Những người quản lý địa bàn mặc dù không ai khai báo nhưng để người lạ tới lưu trú 5 ngày mà không biết là không được, ông Hà nói. Ông Hà nêu ông Hà nói nếu như Chủ cơ sở không khai báo tạm trú tạm vắng thì địa phương rất khó nắm bắt, nhưng nếu nhóm người Trung Quốc lưu trú đến 5, 5 ngày thì phải xem xét kỹ càng vấn đề này. Tuy nhiên, một lãnh đạo công an thị xã Điện Bàn đã không trả lời về vấn đề buông lỏng quản lý địa bàn mà cho rằng nên hỏi cơ quan chức năng của tỉnh. Đại dịch virus Vũ Hán đang hoành hành khắp thế giới và với số người nhiễm toàn cầu đã lên 18 triệu người với gần 700.000 ca tử vong tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2020. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên là một trong những điển hình tại khu vực châu Á Thái Bình Dương thành công cho công tác phòng chống đại dịch bên cạnh Hàn Quốc, Đài Loan và New Zealand. Ý kiến luật sư cho rằng việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là một tội ác. Luật sư nhận định với Việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh không chỉ là hành vi phạm tội mà còn là một tội ác có thể lệnh án phạt tù đến 15 năm. Sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm virus Vũ Hán ở cộng đồng, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã diễn biến một cách xấu trong vài ngày trở lại đây. Hơn 10 người đã phát hiện dương tính chủ yếu tập trung ở thành phố Đà Nẵng, nơi trước đó lực lượng chức năng phát hiện nhiều người tàu nhập cảnh trái phép và đã được đưa đi cách ly. Việc người tàu nhập cảnh trái phép với sự tiếp tay của một số người Việt Nam đang làm giấy lên chỉ trích gay gắt trong dư luận trước nguy cơ nỗ lực chống dịch như chúng giặc có thể bị đổ vỡ. Nhiều người có ý kiến rằng việc đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thời điểm này không khác gì câu chuyện con ngựa thành troi đâm thủng tuyến phòng thủ và phá vỡ công sức của nhiều người căng mình chống dịch virus Vũ Hán, nhất là khi quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long nhận định chủng virus lây lan ở Đà Nẵng là chủng thứ 6 tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tình trạng người Trung Quốc coi Việt Nam như trốn không người Họ muốn vào lúc nào thì vào, muốn ra lúc nào thì ra. Đất nước Việt Nam có chủ quyền, có lực lượng quân đội và công an hùng hậu được cho là giỏi nhất thế giới. Vậy mà chẳng lẽ phải bất lực trước tình trạng này chăng? Được biết, những người bất đồng, đồng chứng kiến từ trước đến nay ở Việt Nam thì thường có đến 4 hoặc 5 người canh cổng suốt ngày đêm 24 trên 24 giờ. Nhưng đại dịch Vũ Hán xảy ra thì người Trung Quốc tràn vào Việt Nam như trốn vô chủ quyền nhưng không ai có thể kiểm soát được. Vừa qua báo chí đưa tin những nơi này nơi khác bắt giữ người tàu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam chỉ là phần nổi của tảng băng chim. Còn biết bao nhiêu vụ họ luồn lách và lén lút vào Việt Nam mà không phát hiện được thì coi như không. Người tàu sau khi vào Việt Nam sẽ được những băng nhóm bảo kê đưa đi cất giấu khắp nơi để chờ thời cơ hành động. Căn cứ địa hiện nay của chúng đầy dãy và giải rác khắp nơi trên đất nước Việt Nam, những Vân Đồn, Quảng Ninh, Bắc Vân Phong, Nha Trang và Phú Quốc ở Kiên Giang thì gần như là lãnh địa của họ. Ngoài ra phải kể đến Đà Nẵng là căn cứ địa vững chắc nhất của những người này. Vì tại đây người Trung Quốc đã mua được hàng trăm lô đất vàng và có giấy tờ hợp pháp ở những vị trí tắc địa, những nơi có vị trí chiến lược sung yếu và quan trọng. Họ đã xây nhà hàng, khách sạn làm thành những trạm đón tiếp người Trung Quốc đến dưới mác du lịch và hoạt động kinh doanh. Khách du lịch đi vào những khu này cứ tưởng đây là lãnh thổ của Trung Quốc vì các bảo hiệu toàn bằng chữ tàu màu đỏ. Các nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Việt Nam khi bị bắt thì chúng khai một số lý do như tìm việc, đi du lịch vào Việt Nam để sang Campuchia đánh bài, vân vân điều này là hoàn toàn dối trá và bịp bợ một cách trắng trợn tại các tỉnh phía bắc người lao động trung quốc làm thuê đi như đi chợ và giá ngày công lao động bên trung quốc cao gấp đôi hoặc gấp ba lần so với việt nam nếu đi du lịch thì tại sao họ không đi hợp pháp đàng hoàng mà phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột thì du lịch cái nỗi gì nếu là đánh bài thì hồng kông macau là thế giới cờ bạc tại sao họ không đến đó mà phải đi vòng qua Campuchia. Thống kê sơ bộ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 8 năm 2020 cho thấy, ngày 11 tháng 7 công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 7 công an thành phố Đà Nẵng phát hiện thêm 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại quận Sơn Trà. Ngày 18 tháng 7 dân Quảng Nam phát hiện có 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sáng 16 tháng 7, đồn biên phòng Lào Cai bắt giữ 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tỉnh Quảng Ninh chỉ riêng tháng 7 năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện 127 người Trung Quốc lẻn vào Việt Nam. Những vụ gây chết người như vụ Giao Si Ven, tên tiếng Việt là Triệu Sĩ Văn, vào ngày 8 tháng 11 năm 2019, tên này điều khiển xe máy trong lúc có nồng độ vượt mức cho phép đã đâm vào xe máy lúc chờ đèn đỏ làm cụ Nguyễn Thành Thượng 81 tuổi là nạn nhân. Tên này đã được tòa án Cần Thơ cho hưởng án treo. Như vụ nhóm chuyên cậy kết sắt ở Bắc vào Nam và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Martin Di, Hoàng Đình Pheo, Sen Quang Neng, Ninh Rồng Teng đều nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trộm cắp và sử dụng ma túy. Trong khi Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu cá ngư dân ở Biển Đông, rồi đắp đảo nhân tạo cướp của Việt Nam để xây dựng căn cứ quân sự và quốc hoạt động phi pháp, nhưng nếu dân ta biểu lộ sự căm phẫn của mình bằng hành động ôn hòa bất bạo động như biểu tình chống Trung Quốc vụ giàn khoan 981 xâm phạm chấm trắng trợn lãnh hại của nước ta năm 2014 thì bị đánh đập bầm dập, bị bắt cầu lưu, thậm chí là bị phạt những án tù dài đằng đẵng Nhạc sĩ Việt Khang với hai bài hát thể hiện lòng yêu nước Việt Nam từ đâu và Anh là ai bị tuyên 4 năm tù, giam và 2 năm quản chế. Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình với bài Xin cho con được cũng bị kết án 6 năm tù và 3 năm quản chế. Hai nhạc sĩ trẻ này bị kết tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ bằng những bài ca yêu nước. Trong khi đó, bọn Lục Lâm Thảo Khấu người Trung Quốc này sau khi vào Việt Nam và gây ra biết bao nhiêu tội ác như hãm hiếp phụ nữ, lái xe ẩu, tông chết người, trộm cắp có tổ chức, thậm chí là mở dịch vụ hoạt động xét vân vân thì lại được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử lý hết sức ưu ái và nhân đạo để chứng tỏ lòng trung thành của đứa em ngoan ngoãn đối với thằng anh xấu Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là người Trung Quốc ồ ạt lén lút vào Việt Nam thời gian này để làm gì? Có thể khẳng định người Trung Quốc vào Việt Nam đều có hoạt, có mục đích và được giao nhiệm vụ một cách rõ ràng. Họ không đi chơi như lời họ nói. Một là trộm cắp, làm rối loạn xã hội Việt Nam và hoạt động mờ ám khác. Hai là làm giám điệp, ba là gieo rắc, dịch cúm Vũ Hán cho người dân Việt Nam như họ đã từng làm khi cúm Vũ Hán mới bùng phát vào tháng 12 năm 2000. 2019. Chưa nói đến những tội ác tày trời mà người Trung Quốc gây ra cho dân tộc Việt Nam. Để lại hậu quả phá hoại môi trường mà có lẽ hàng trăm năm sau chưa khắc phục được, đó là vụ nhà máy Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh đã xả hàng trăm tấn chất thải cực độc ra biển Vũng Áng vào tháng 4 năm 2016, làm hàng ngàn tấn hải sản chết trắng bờ tại bốn tỉnh miền Trung, để ngày nay những ngư dân ở đây phải tha phương cầu thực, có kẻ gửi nắm xương tàn nơi xứ người vì biển đã chết. Đó là những nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận đang hàng ngày hàng giờ xả ra hàng ngàn khí độc bụi đen bay nghi ngút, đến nỗi người dân suốt ngày phải hít thở các khí bụi độc này. Thế nhưng, các đầu óc thông thái của Việt Nam cho đến nay vẫn chưa tìm ra được bụi đen này ở đâu ra chưa nói đến hàng triệu tấn xỉ than từ nhà máy này chui ra chất cao như núi. Điều đáng nói là cùng với các lực lượng và với việc các doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm dự án nhạy cảm như bất động sản, năng lượng, tài nguyên, thương mại điện tử tại nước ta, thì dự án nhiệt điện Vĩnh Tân hiện đã thuộc sở hữu của công ty Lưới Điện Phương Nam Trung Quốc chiếm 55% vốn, công ty điện lực quốc tế Trung Quốc CPIX 40%, trong khi tổng công ty điện lực Vinacomin chỉ nắm giữ vọn vẹn có 5%. Vậy bây giờ người được sự bảo kê của thế lực thờ tàu người Trung Quốc hàng ngày áo ạt tràn vào Việt Nam khắp nơi khắp trốn để làm gì? Bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc là bạn hay là thù của người dân Việt Nam? Hỡi các nhà đã đang và sẽ đi khai hóa văn minh cho dân tộc, hãy trả lời câu hỏi này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.